Bây giờ mình sẽ phải tiếp sức thêm một cái cuộn cáp mới. Bởi vì cái lúc nãy là cái dây thì nó có 600 mét thôi. Ở đây mình sẽ kéo bằng xe máy anh em ạ. Đây, mình sẽ đi theo cái đường dây điện ở đây. Ở đây là xuống dốc cho nên là nó cũng dễ kéo hơn so với cái điểm mà lúc nãy mình triển khai. Và cái điểm nhưng mà ở điểm này thì nó có nhiều cái cây cối hơn so với cái điểm lúc trước. Chỗ này thì cũng hơi khó khăn đây. Đấy, và mình sẽ phải luồn dây theo cái đường đường dây điện. Chỗ này mình sẽ phải luồn theo cái đường dây điện này. Từ đây chạy ra ngoài kia khoảng độ tầm 300 mét nữa sẽ đến đến đường cái, đường 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 liên xã. Mình hy vọng mình sẽ ném tới bên kia. Ôi rồi. Mình cái này ném về chuyên nghiệp anh em ạ. Ôi giời, thấy chưa? Ném nó vướng vào cái cành cây nó cũng rất khó đi. Mình đang ném thử thôi. Bây giờ mới là ném thật này. Ok. Nhưng cái chỗ này nó hơi sâu anh em ạ. Hơi sâu và chúng ta cũng gặp khó khăn ở vấn đề ở đây. Mình sẽ ném chéo qua bên kia. Ui giời. Thôi cũng được rồi. Rồi, đẹp. Đây nó xuống rất là dốc. Chỗ này nó hơi. Còn đây mình sẽ đi theo cái đường men theo cái đường dây điện này. Đấy. Đợt trước kéo cái nhà ông bác. Nhà ông ở trong này nó kéo nó dễ hơn bởi vì cái đợt đấy là keo nó chưa lớn như này. Bây giờ keo lớn như này nó cũng kéo nó cũng khó khăn hơn. Đấy, mình kéo là bây giờ chuẩn bị đến 2 tiếng. Còn 35 phút nữa. À, 25 phút nữa. 25 phút nữa thì mình sẽ là tròn 2 tiếng. Và nếu mà chuẩn là mình sẽ thực hiện trong vòng 3 tiếng đồng hồ.
Nếu mà không vướng mắc gì thì mình sẽ thực hiện trong vòng 3 tiếng tổng triển khai thuê bao này. Đi thì mình sẽ để ý xem những cái điểm nào mà nó đi qua cây. Điểm này đây mình sẽ ném qua cái đường dây điện ở đây. Vẻ nặng anh em ạ. Mình cũng sắp đến cái điểm tập kết rồi. Còn khoảng độ ở 50 mét nữa thì mình sẽ đến cái điểm mà mình nối. Ở chỗ này thì mình sẽ phải dồn dây. Đây là cái dùng để ném qua anh em. Ở chỗ này là cái bụi tre nó rất là to, cho nên mình phải dùng một cái viên gạch như này để có thể ném xuyên qua cái bụi tre. Đây phải dùng hết sức nữa. Không biết nó đã tới chưa. Hôm nay nó vướng vào cái chân. Rồi, toang rồi anh em. Chưa đến nơi. Mình sẽ phải ném ngược sang bên này. Mình sẽ phải ném chéo qua góc bên này. Rồi. Thôi, chắc chỗ này toang mất rồi anh em ạ. Khả năng toang lắm. Chả sao, tí nữa mình dùng để làm dây bện. Hy vọng là ném chuẩn. Ok rồi đấy.
Đây là cái điểm mà mình nhá. Lúc nãy mình kéo đến đây rồi. Mình sẽ nối ở đây. Cái điểm trên này nó khó kéo hơn, vì nó đi qua nhiều cây. Bở hơi tai đấy anh em ạ. Lúc này có một cái điểm mà mình ném nó bị. Mình sẽ lần lại xem. Đây anh em ạ. Đây cái điểm mình ném mà bị. Mình sẽ cắt luôn để làm dây biện. Ok, đủ. Ở đây mình sẽ chốt trước điểm này đã. Tí nữa mình dùng thang mình chốt lại. Mình chốt như này để mình căng cái dây nó sẽ đi theo cái hướng của mình. Còn nếu mà mình không chốt thì nhiều khi mình kéo nó sẽ bị thiếu góc bên kia. Đây, chỗ này mình sẽ lấy que mình sẽ chọc qua. Ok. Mình sẽ dùng xe máy và mình sẽ đi dồn lại cái điểm, những cái điểm mà ví dụ như cái điểm này mình sẽ dồn sang cái mé bên đường ấy, mọi người nhé. Mình sẽ dồn theo cái điểm mé bên đường này. Và mình sẽ chốt dây. Mình sẽ chốt dây góc này trước. Những cái cột chéo như này thì mình sẽ sử dụng phương pháp là biện hai đầu. Vẫn như cái góc ở bên trên kia thôi. Đầu bên này thì mình thả trùng một chút để bởi tí nữa mình sẽ phải chốt ở góc đấy nữa. Ở trong này đất keo trồng thì rất là nhanh lớn.
khoảng độ 3-4 năm là dân ở trong này có thể thu hoạch được rồi. Tiền thì tiêu toàn tiêu bằng quyển thôi. Ngày xưa chưa có internet thì giá cả là nói chung là nó không được không được giá cho lắm. Nhưng mà từ cái thời kỳ mà nó phát triển internet, thứ nhất là cái công việc của người dân thì nó phát triển hơn. Cái thứ hai là cái giá cả hoặc là cái thị trường buôn bán nó rộng lớn hơn, nó mở rộng hơn. Internet nó thúc đẩy cái sự phát triển của kinh tế rất là nhiều. Này căng nha. Búng ra. Cho nên phải nói rằng cái định hướng, sự chỉ đạo của các lãnh đạo Viettel nó mang lại cái lợi ích kinh tế cho bà con ở những vùng miền núi như này nó rất là lớn. Nó thúc đẩy rất nhiều cho sự phát triển kinh tế vùng miền. Cách đây tầm 10 năm ở trong cái khu này thì ai có muốn đất làm gì đâu. Mua nó rẻ không. Bây giờ có tiền cũng không khó mua được chứ. Cái lứa bọn mình đi học thì internet nó gọi là xa vời, đợt 2008. 2008. Ngồi ở phòng tin mà chả biết làm gì. Có mỗi cái game. Cái pin mình mua theo cái bộ sạc của cái GoPro không ăn thua anh em ạ. Nó cứ hay tạm dừng video. Pin chính hãng thì nó chạy một mạch luôn. Nó nào hết thì nó tít, không lên được nữa luôn. Hết sạch luôn. Còn cái pin không chính hãng này mình phải thay đi thay lại. Mất rất nhiều những công. Ở đây mình sẽ biện cho nó một phát nữa.
thúc lại cái giày của mình ra ngoài đường này mà ông vẫn tránh được. Đi qua những cái rừng keo này thì anh em cũng nên treo thôi nhá, không nên chốt. Chốt những cái điểm ở rừng keo này nó không an toàn. Những cái điểm xa là mình chốt thôi, còn những cái điểm gần thì khoảng cách gần thì mình thôi, mình không cần phải chốt. Mình sẽ phải gá lên trên những cái đường dây này. Cột ngắn này thì anh em treo. Không biết có cái con gì, con ong ở trong cái.
Đây, đây là cái tủ cam này. Và chúng ta đã kéo gần đến nơi. Tí nữa mình sẽ nối ở cái điểm bên kia và sẽ nặng quá anh ạ. Điểm này thì nó không có cột. Khoảng này thì nó phải khoảng này phải đến 70 mét.